nhiều hả mày? Rồi được rồi, xíu thôi Trang nữa. Rồi. Ngon lành. Con ăn cái gì? Ăn nước mắm luôn đi. Con ăn được không? Nghĩ với Trang cho miếng nước tương thôi. Trang cho bé. Bà cũng luôn. Bà nó làm bệnh luôn á. Rồi, xịt nước tương lên ăn hả? Con không ăn rau hả? Con không ăn rau hả? Sao vậy? Rồi, được rồi, nhưng một chút không có gì hết. Rồi, làm của mày đi. Quấn lượng. Gì ít chưa? Cái nào hả? Chân dâm. Cúng dầu. Quay mấy cô kia đẹp 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 không cô ta ái gì. Cái gì được à. Mang rau đó không vậy? Ừ, rau không lũi ăn được chút nha. Con gắp rau quế á. Xanh hổ quá hả? Xanh nóng quá, nấu chín lắm, vừa chín thái, chín. Mà nghĩ là khắc dừa nè, cũng môn của Lan vô. Ủa, bỏ sát dừa nữa hả? Béo hả? Ngon lắm, ngon luôn á. Trộn hết đâu có béo. Mà mới xuống lấy thiêu á, nhờ bạn nó tập nhẹ.